Đây, Nhiên sẽ test cho mấy anh chị xem một cái máy rửa xe Perfect có chỉnh áp, áp lực là từ nhỏ cho tới lớn, 10 MPa đến 12 MPa, nhưng mà này nó lên mình chỉnh nó 5 kg cho tới gần 20 kg, khoảng 18 kg luôn ha. Bây giờ mình chỉnh cho mấy anh chị xem. Rồi test thử em. Đó, chỉnh phun. Đó, rửa xe luôn, rửa xe ơi. Chỉnh độ phun á em. Đó, chỉnh độ thẳng á, độ thẳng á. Đó. Anh chị rửa là ok luôn. Ở đây thì để như xe cho nó lên được bao nhiêu. Đây nè mấy anh chị thấy nè, đây là nó đang lên nè ha. Giờ mình giảm xuống nè. Giảm nhỏ lại. Đó, nó giảm xuống anh chị thấy không? Rửa máy lạnh đồ này là ok, ngon à. Đó, yếu nè. Đó, anh chị thấy nó yếu nè. Rồi chỉnh bông em, chỉnh luôn. Tưới rau đồ là ngon lành luôn. Đó. À, chỉnh độ phun ha. Đó, tưới rau, tưới kiển đồ là ok luôn. Giờ mình chỉnh cho nó tăng lên. Máy này nhỏ gọn lắm. Giờ tăng lên nè. Đó, tăng lên nè. Đó, càng tăng nó càng mạnh ha. Nó lên khoảng 18 kg luôn á. Giờ đã giữ cho 8 lít một phút nước tiêu thụ. Dây nó dài 8 mét. Rồi chỉnh thẳng em. Đó. Ok ha. Đó. Đưa xuống nền sạch rồi, rong kêu sạch không? Đó, sạch luôn mấy anh chị thấy chưa? Ok ha. Rồi thì đây là một cái máy rất là nhỏ gọn. Đó, nhìn về rất là nhiều ha, những cái máy hiệu Perfect như thế này. Và bây giờ dây nó khoảng 8 mét. Đó, mình sẽ tưới cây á. Tưới cây á Lâm ơi. Đó, anh chị thấy là nó phun nè. Đó, phun tưới cây là coi như là ok luôn, phun xương luôn anh chị thấy chưa? Đó, chỉnh thẳng á. Đó, chỉnh thẳng. Ok, ngon lành ha. Đó, tưới cây phun xương. Đó, mấy anh chị thấy là đây là bản hiệu Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Có địa chỉ ở ngoài ha. Đó, Máy Xây Dựng Hồng Nhiên có địa chỉ ở ngoài 53 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây. Ok mấy anh chị nhé. Rồi, đây mình xịt dọn vệ sinh ha, cho nó sạch sẽ. Đó, cho nó đẩy đi hết. Đây mình chỉnh áp vừa phải thôi. Ok ha. Ok. Ngon lành cành đào. Các chị cô chú quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Vừa rồi mấy anh chị thấy là Nhiên test một con máy vừa rẻ tiền, nhỏ gọn, nhỏ nhưng mà cũng có vỏ bảo hành lên tới 1 năm. Thì con máy này mang thương hiệu của châu Âu, thương hiệu Perfect. Con này có chỉnh áp. Thì cái con này cái lực của nó đó là nó nói là 8 MPa tới 12 MPa, tức là nó chỉnh từ 8 kg tới 10 kg, 12 kg. Nhưng mà Nhiên chỉnh lên tới 18 kg luôn ha, tức là nó rất là mạnh. Nước tiêu thụ là 8 lít một phút. Thì cái con này 1800W và nguyên một cái này nó nặng 8,4 kg. Thì bây giờ Nhiên sẽ khui ra cho mấy anh chị xem một con máy này giá rất là rẻ, mấy anh chị có chỉnh áp. Thì thông thường nhiều lần trước Nhiên đã về một con này một lần rồi, tuy giá rẻ nhưng mà bảo hành lên tới 1 năm, bảo hành rất là ấn tượng. Khó có một cái hãng bảo hành nào mà nó làm cho dù những con mắc tiền cũng bảo hành 6 tháng, nhưng mà con này nó chịu chơi. Con này nó rất là chịu chơi ha, nó bảo hành lên tới 1 năm. Thì với một cái mức giá mà Nhiên đang tính cho các chị cô chú, giá hôm nay nó cực kỳ tốt. Được bao ship, Nhiên sẽ tính cho anh chị con này giá nó là 1,5 triệu, 1.500.000 mà được bao ship luôn mấy anh chị cô chú nha. Một con máy rửa xe nguyên thùng là nặng 8,4 kg. Thì mấy anh chị thấy là cái con này nó chạy rất là im. Đây Nhiên cắm điện lại một lần nữa, Nhiên test cho mấy anh chị cô chú mình xem. Tuy là giá nó rẻ mà bảo hành nó dài và nó chạy rất là êm, tại nó chạy từ dây đồng 100% đó, nó chạy motor dây đồng 100%. Đó, anh chị thấy nè, nó chạy đây mấy chị, khi mà nước vô nó sẽ êm nè ha. Đó, anh chị nghe rất êm phải không? Đó, công tắc lên không? Đó, thì mấy anh chị vừa rồi thấy Nhiên test rồi, nói chung là con này sử dụng trong gia đình là nó rất là phù hợp, tại vì giá nó rẻ, nó phù hợp cho nhu cầu của người tiêu dùng. Các anh chị cô chú nào tới cửa hàng Nhiên lấy là tính nó là 1.450 triệu, còn ở xa thì Nhiên ship tới là 1,5 triệu ha. Giá nó là 1,5 triệu, cứ tới cửa hàng lụm là 1.450.000. Thì con này mấy anh chị thấy là hồi nãy là Nhiên đọc cái thông số nó mấy anh chị biết rồi, nhưng thử nó lên tới 18kg luôn, chỉnh nó rồi chỉnh xuống thì nó còn khoảng 5kg ha. Con máy này cũng rất là nhỏ gọn thôi, nó dài khoảng hơn một gang tay mình xíu đó, chiều cao nó khoảng chưa khoảng gang tay, chiều dài nó hơn gang tay xíu ha. Đó thì mấy anh chị thấy nè, thương hiệu là thương hiệu châu Âu và nó ghi là 1.800W, nước tiêu thụ là 8 lít đó, nó từ 5kg tới 18kg, nó ghi là 5kg tới 12kg ha. Dây đồng 100% nhìn nó cũng rất là nhỏ gọn thôi, không có lớn, phù hợp cho các anh chị sử dụng gia đình. Dây này là 8m. Mấy anh chị gắn cái đầu này vô, gắn đầu bên hông đó. Bên hông này gắn vô là dây xịt. Rồi cái đầu này thì chúng ta gắn là súng. Súng của nó thì cũng có cái cần coi như là khóa lại an toàn khi chúng ta không sử dụng ha, không bóp được. Còn ở đây chúng ta đè vô chúng ta sử dụng. Và cái này các anh chị xài lưu ý là dặn cái này phải cực kỳ cứng, để cái áp lực nước nó quá mạnh thì nó sẽ văng cái này đi ra ngoài luôn ha. Thì cái này á là găng của nó là mấy anh chị thấy nó cũng bằng găng sắt, nó làm găng sắt. Những cái mà rẻ tiền quá nó bằng găng nhựa thì mấy anh chị xài thời gian nó mòn nó bung đi luôn, là bắt buộc phải thay súng mới. Thằng này nó làm thì chuẩn mực hơn. Đầu ở phía sau là đầu đồng thì ok. Nó bảo hành, có phiếu bảo hành chính hãng, nó có tem nhà nhập khẩu đàng hoàng mấy anh chị. Tuy là thương hiệu châu Âu nhưng mà nó đang sản xuất tại Trung Quốc đây. Đó mấy anh chị thấy là cái này là BF20, đó là hàng chính hãng đàng hoàng ha. Nó có tem nhà nhập khẩu đàng hoàng đầy đủ luôn. Đó thì dây là 8m. Ở đây thì các anh chị thấy là nó có một cái dây, các anh chị bắt cái dây này vô ha, để chúng ta đưa vô. Ở bên góc này chúng ta nối nhanh đó, các anh chị nối thì đè vô cho nó sâu dùm Nhiên. Sâu vô nó mới ăn, nó mới lên nước nha, còn cạn quá nó không lên nước đâu. Phiếu bảo hành chính hãng và một catalog. Đây là một cái lược, khi các anh chị nhét vô đây, chúng ta xài trong thùng nước bắt buộc phải có lược, nếu không có lược thì nó bị nghẹt gát rồi đó. Thì mấy anh chị sợ nhất là nó bị nghẹt gát. Ở trong này nó có tặng cho chúng ta một cái cây để chúng ta thông, giống như là khi mà xài mà lỡ mà lâu lâu các anh chị xài nó bị nghẹt đó thì các anh chị phải thông. Các anh chị để ý là một cái máy mà nó chạy á, tắt mở liên tục là do là ở trong này mấy anh chị mở ra, mấy anh chị nhìn ở trong này nè, nó có một cái lỗ thì anh chị thọt sọt cái này, nó phải thông mới được ha. Thọt thông cái này cho nó sạch thì nó mới lên nước mạnh cho chúng ta ha. Trường hợp này rất là nhiều người mắc phải. Đó rồi, máy này thì nó có thể là nó sử dụng nó rửa xe nè, rửa nền, rửa nhà, tưới cây, thậm chí là xịt rửa máy lạnh, ok luôn anh chị. Đó, giá nó rất là rẻ, bảo hành lên tới 1 năm. Lần trước Nhiên bán rồi nhưng nhận thấy con này là nó không có bị trục trặc, không có lỗi một con nào luôn. Nhưng mà lâu lắm nó mới về lại, thì hôm nay nó về lại thì giá nó là 1,5 triệu và được bảo hành tới 1 năm. Thì các anh chị cô chú có nhu cầu thì sở hữu sản phẩm này rất là nhẹ nhàng, gọn nhẹ, xài gia đình là ok, tiết kiệm vô cùng rất là gọn nhẹ. Thì đây là sản phẩm thương hiệu Perfect, thương hiệu châu Âu nhưng lắp ráp Trung Quốc nha. Nói là quan trọng là bảo hành. Ở trên này mấy anh chị thấy là bảo hành nó có công ty đàng hoàng hẳn hồi, thì nó bảo hành lên tới 1 năm thì chúng ta sử dụng là thấy là ok rồi đó. Giá nó có 1,5 triệu thôi. Thì các anh chị cô chú nào thấy mình có nhu cầu về sản phẩm như thế này thì các anh chị cứ liên hệ đến Máy Xây Dựng Hồng Nhiên ở gần. Các anh chị có thể là tới cửa hàng Nhiên test máy, thử máy, tùy ý thích, thấy được thì mua ha. Được bảo hành 1 năm là thấy rất là ngon rồi. Đó là những cái chia sẻ của Nhiên về một con máy rửa xe Perfect của thương hiệu châu Âu nhưng mà Trung Quốc nó làm, bảo hành 1 năm. Thì các anh chị thấy là được thì cứ ủng hộ. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi cái video này. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị cô chú nha.